Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tok Game Live. Và hôm nay cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam, có tên gọi là Phong Thần Truyền Kỳ nhé mọi người nhé. Con game này thì đến từ nhà phát hành Solar Play. Và con game này thì lấy chủ đề phong thần, nhưng mà mình đang bị một cái lỗi, mình không hiểu tại sao game nó không có tiếng anh em ạ. Đây, con game màn hình dọc, game có đồ họa 2.5D, lấy chủ đề phong thần. Các bạn sẽ được gặp lại rất là nhiều nhân vật như kiểu là Khương Tử Nha này, rồi Na Cha, rồi Ngộ Không các kiểu ấy. Bạn nào thích đề tài phong thần thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất là thích con Phong Thần Truyền Kỳ này. Đây, có một cái lỗi là mình không hiểu sao là game nó không có tiếng. Mình không biết tại sao nữa. Có thể do mình chơi bằng giả lập trang, mình chưa thử chơi bằng điện thoại. Nhưng mà về cơ bản thì game này nó cũng nhẹ thôi, nhưng mà đấy, hình ảnh thì đẹp nhá. Mình thấy là hiệu ứng hình ảnh các thứ, thiết kế nhân vật rất là đẹp luôn. Nó chỉ bị cái lỗi là nó không có tiếng. Mình vào cài đặt đây này. Hay đây nhỉ? Hay chưa bật nhỉ? Đấy, nói chung là không có tiếng anh em ạ. Đó, mình không biết tại sao. Ở đây mình đang chơi bằng giả lập nhá. Không biết là game nó lỗi như nào. Đây là quả nạp đầu này. Thì về cơ bản thì con game này là dạng game thẻ tướng rảnh tay thôi. Các bạn sẽ đi chiêu mộ các nhân vật, rồi xây dựng đội hình, chiến đấu theo hình thức vượt ải. Đó, cơ chế hoàn toàn tự động, rảnh tay. Các bạn sẽ không cần phải thao tác gì quá nhiều cả. Anh em sẽ có phần nâng cấp này, các bạn thể nâng cấp. Đây thì các bạn, mình có nữ hoa các kiểu này, mình có thể mặc nhanh trang bị này rồi tăng cấp lên. Đấy, lên cấp 30 thì sẽ đột phá để mở khóa kỹ năng cũng như là mở giới hạn level tiếp. Rất là quen thuộc đúng không? Ở đây có phần chiêu mộ nhá. Trong phần chiêu mộ này thì các bạn có chiêu mộ cao cấp này, chiêu mộ sơ cấp này, chiêu mộ bạn bè. Thường là anh em sẽ chiêu mộ cao cấp cho mình. Tỷ lệ nó sẽ rơi vào đây. Nó bị lỗi phong ấy. Nói chung là mình thấy là con Phong Thần Truyền Kỳ này nó bị lỗi một số cái. Thì tỷ lệ cao nhất là 5% nhé mọi người nhé. Là chiêu mộ cao cấp là 5%. Là một cái tỷ lệ cũng rất là quen thôi. Có tiệm bí ẩn mua đồ này. Có một số các phần quà phúc lợi ở đây, như kiểu là đăng nhập rồi thẻ tháng thẻ ngày các thứ. Không biết là có tặng quà miễn phí gì không nhỉ. Đây, kiểu đăng nhập 7 ngày tặng quà, hoặc là tặng các cái vé quay tướng ấy. Ở đây mình chưa thấy có. Ở đây hoạt động mở server này. Đấy, cũng rất là nhiều hoạt động. Sau này thì các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ để các bạn sẽ kích hoạt một cái là dị thú. Dị thú này thì cho vào đội hình nhá. Đây, mình sẽ cho anh em xem. Đội hình thì nó chia làm các cái hệ chiến đấu. Ui, từ từ đã. Đây, nước, lửa và cây khắc chế lẫn nhau này. À, phong nhá. Đấy, phong, hỏa, thủy. Đấy, khắc chế lẫn nhau. Ngoài ra có hai hệ chuyên biệt, đó là quang và ám, ánh sáng và bóng tối đấy. Ngoài ra các bạn đưa thêm các cái tướng cùng hệ ra trận thì nó sẽ cộng thêm chỉ số. Không hiểu sao nó game mất tiếng, nó bị giảm mất cái trải nghiệm của mình đi. Đây là bản ra mắt nhưng mà mình thấy là game vẫn có lỗi nha. Đây, đấy, đột phá level 30, đột phá mở khóa thêm tính năng này. Đấy, không hiểu sao mà không có tiếng luôn. Chả hiểu cái gì. Đấy, các bạn để chạm giữ rồi. Ồ, hết nguyên liệu tiến bậc rồi. Và lại tiếp tục chiến đấu thôi. Đấy, đưa các tướng cùng phe ra trận cộng thêm chỉ số. Sau này hai các cái tướng quang và ám chắc là xịn nhất rồi. Đây, danh sách này, chúng ta sẽ có rất là nhiều. Cao nhất là tướng màu đỏ, Hà Tiên Cô các kiểu này, Lôi Chấn Tử, Mộc Cha, Cửu Thiên, Khổng Tước. Nói chung là bạn nào thích phong thần ấy thì chắc chắn là sẽ biết những cái nhân vật như thế này. Đấy, Khổng Tước các thứ, Nguyệt Lão, Lôi Chấn Tử này, đó, Dương Tiễn các kiểu luôn. Rồi. Đấy, về cơ bản cái lối chơi của con Phong Thần Truyền Kỳ này thì nó cũng rất là quen thuộc đúng không? Các bạn thấy nó rất là quen thuộc thôi, cũng không có gì phức tạp cả. Đây là bảng nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận thưởng nhá. Rồi qua vượt ải này. Ở đây có phần tăng tốc thì các bạn đặt level 15 hoặc là VIP 1 thì sẽ mở phần tăng tốc. Thì giúp các bạn gọi là chiến đấu nhanh hơn. Đấy. Về mình rất là thích cái đồ họa game này. Nó đậm chất phong thần, tạo hình nhân vật cũng rất là đẹp. Nhìn phát là biết những cái nhân vật nào mà các bạn yêu thích luôn. Ngoài ra thì hiệu ứng chiến đấu rất là đẹp. Đây có đăng nhập 8 ngày nhận quà này. Đó. Ngày cuối cùng thì nhận được cả tướng 5 sao luôn. Đấy, nhận thêm quà này. Nói chung là game này thì bạn nào chơi game thẻ tướng nhiều thì dễ là quen thôi. Đây có thể xoay này. Đấy, các tính năng ở đây. Ở đây thì chưa tặng thẻ tướng miễn phí các kiểu gì cả. Mình chưa tích. Thường là các bạn sẽ quay 10 lần chiêu mộ cao cấp á. Quay 10 lần mất 1.600 kim nguyên bảo, hoặc là tích vé quay. Đấy, rồi chúng ta... À đây nó là chiêu mộ cao cấp một lần thì... Đây thử chơi một con gấu lần để hoàn thành nhiệm vụ nhé. Ồ, 5 sao luôn này. Một phát lần đầu tiên ra 5 sao luôn. Hình như là nó cho đấy. Đây mình kích hoạt dị thú này. Và các bạn sẽ cho vào trận nhé. Đây cho dị thú vào. Trợ chiến thì sẽ có kỹ năng dị thú trợ chiến. Cái này quá quen rồi đúng không? Đây hỏa thần này. Ưu tiên là sử dụng các tướng 5 sao nhé mọi người nhé. Rồi hết nguyên liệu rồi. Rồi lại tiếp tục chiến đấu thôi. Ở đây thì game cũng có phần chiến đấu nhanh này. Đó, lên cấp nhanh rồi có tích hợp cái tính năng AFK.
rất là đầy đủ luôn. Nói chung là nó sẽ chơi tương tự những con game thẻ tướng mà mọi người hay chơi. Vượt ải này, nhận ngao bính 5 sao. Ồ, khá là ngon. Đấy, lại có thêm tướng vào đội hình rồi. Mật nhanh trang bị này. Tiến cấp, rồi. Và lại tiếp tục vượt ải thôi. Cho ra trận này. Tối đa hình như là 5 tướng ra trận thôi. Đúng rồi, 5 tướng ra trận nhá. Tối đa game này thì các bạn để cho 5 tướng ra trận và các bạn kết hợp sao cho nó phù hợp nhất. Đấy, các bạn thấy không? Đội hình mình nâng cấp mạnh dã man luôn. Cách chơi thì không có gì, nhưng là nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà đây tiến bậc này, yêu thích đề tài phong thần. Đấy, thần thoại của Trung Quốc. Rồi. Đấy, lại tiếp tục vượt ải này. Khiêu chiến. Đấy, những ải ban đầu thì khá là dễ. Trong những nhân vật chiến đấu đấy anh em hoàn toàn để bấm ra ngoài nhá, làm những cái việc khác. Đấy. Game này mình đang không hiểu tại sao nó không có tiếng thôi. Có lẽ do mình chơi giả lập, nó chưa tối ưu tốt cho giả lập chăng. Nhưng bình thường các game khác có sao đâu mà game này nó không có tiếng. Thực sự mà chơi game mà không có âm thanh ấy, nó mất đi khoảng, với mình là 50% cái yếu tố trải nghiệm rồi. Game nó phải có âm thanh. Đấy, các cái con dị thú như kiểu là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ các thứ. À, có ngàn lần rút này. Đấy, game cũng tặng cho các bạn 1000 lượt rút nhá. Các bạn đủ cấp là các bạn thể quay, mỗi lần quay là 30 lần và chọn một trong 3 tướng. Đó, các bạn sẽ nhận tướng này. Chúng ta sẽ có các cái tướng này. Mình sẽ nhận chọn trụ vương đi. Tướng hệ ám, rất là xịn. Đó. Đây, giờ lên level 20 thì mình sẽ được quay tiếp. Mình có thể quay trước nhá. Còn lên level 20 thì mình có thể chọn sau. Đát kỷ các thứ này. Mạnh bà, phục phi đại đế. Wow, được có quả trụ vương này ngon đấy nhá. Đấy, kết hợp đội hình thì mình tính sau đi. Mình cũng chưa tìm hiểu lắm. Đây, cho các bạn thể ấn ra trận nhanh nhá. Đó, nó sẽ tự động sắp xếp đội hình sao cho nó phù hợp nhất với tướng của bạn dựa theo lực chiến. Đó, nói chung là game này cũng có tặng 1000 lượt quay là ok rồi. Đấy, cũng là cái ưu đãi mà thường thấy. Nói chung là không phải cái gì quá là mới cả, nhiều game có rồi nhưng mà có còn hơn không. Đó, thì với con game Phong Thần Truyền Kỳ này thì nó sẽ có tặng 1000 lượt quay miễn phí. Đó. Rồi các cái gói quà khác ở đây. Đấy. Tướng này, xem trước tướng này. Rất là đơn giản đúng không? Kích hoạt hoàn thành nhiệm vụ dị thú này. Rồi, đấy, tiếp tục ra đấu. Hiệu ứng các bạn nhìn hiện hiệu ứng trường đấu đẹp nhỉ. Đấy, có cả tướng búp máu luôn, đầy đủ. Đấy, nếu mà cảm thấy tướng yếu thì anh em sẽ đi nâng cấp tướng thôi. Đây, chúng ta sẽ đi nâng cấp tướng này. Ưu tiên là các tướng 5 sao và tăng bậc lên, tiến bậc này. Đó, mở khóa kỹ năng mới. Chúng ta sẽ nâng đều lên. Đó, các tướng. Đây là ải ban đầu này khá là dễ thôi. Rồi chúng ta có quà vượt ải, rồi quà online các thứ đầy đủ. Rồi tặng cả vé quay tướng khi mà các bạn vượt ải nữa. Nói chung là game thì đơn giản, dễ chơi. Và dành cho các bạn nào mà thích những con game mang chủ đề thần thoại, huyền huyễn của Trung Quốc, đặc biệt là thích phong thần, thì để trải nghiệm game rất là nhẹ luôn. Và các bạn hãy tải con Phong Thần Truyền Kỳ này trên Google Play, App Store nhé. Mình không biết tại sao không game không có tiếng thôi, nhưng mình nghĩ là do cái giả lập á. Đây có võ trường này, các kiểu mua phiếu chiêu mộ các thứ này. Đó, đây, võ trường đây. Toàn bấm nhầm, cái này nó hơi khó bấm một tí. Điều phái cho tướng đi là nhiệm vụ để nhận thưởng này. Đấy. Rồi, đây cửa hàng VIP. Game thì cũng có VIP nhá. Cao nhất sẽ là VIP số 10. Cái diễn võ trường này bấm kiểu gì khó bấm đấy nhỉ. Đây, các bạn để khiêu chiến người chơi khác này. Leo hạng, hạng càng cao nhận thưởng càng nhiều. Ok, thì như vậy là cậu bạn giới thiệu nhanh cho anh em về một cái tựa game nhập vai thẻ tướng có tên gọi là Phong Thần Truyền Kỳ, đến từ hành Solar Play. Thì bạn nào mà quan tâm thì có thể tải game và chơi thử nhé. Cảm ơn em theo dõi bên này của cậu Vàng. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Top Game Online của em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.